Ngày 26 tháng 9, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng luật đất đai năm 2024. Đến dự có bà Đặng Thị Bích Hiền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, ông Lê Quang Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp. Tại hội nghị, đại biểu được nghe ông Lê Quang Định thông tin những điểm mới của luật đất đai 2024. Theo đó, luật đất đai 2024 được Quốc hội thông qua vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, chính thức có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 2025. Một số điều khoản có hiệu lực thi hành trong năm 2024. Luật đất đai mới có 16 chương 260 điều, tăng 18 điều so với luật đất đai năm 2013. Được xác định có mối quan hệ với nhiều quy định của hệ thống pháp luật nước ta. Nội dung luật có nhiều điểm mới, tháo gỡ được nhiều vướng mắc thực tiễn đặt ra mà luật đất đai 2013 và hệ thống văn bản pháp luật đất đai hiện hành chưa giải quyết được. Phát biểu tại hội nghị, bà Đặng Thị Bích Hiền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật đất đai năm 2024 tạo điều kiện cho các đại biểu nắm bắt được quy định pháp luật mới thuộc lĩnh vực đất đai, qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về lĩnh vực đất đai, đặc biệt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng, công nhận lại quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo thuận lợi cho người sử dụng đất và trong quá trình triển khai thực hiện các công trình dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương.